Ok, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video bản tin chứng khoán 5 phút buổi sáng cùng với em An. Thì như thường lệ vào các buổi sáng thì em An sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ tới anh chị những cái diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm qua, cũng như là những cái kế hoạch, những cái hành động cho phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nhé. Thì trước khi mà đi vào nội dung của chương trình, anh chị mình đang xem video, mọi người có thể ủng hộ cho em An xin một like, một subscribe kênh, cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tổng quan phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 27 tháng 9. Hôm qua thì VN-Index chúng ta kết phiên tăng 15,89 điểm, đóng cửa mức là 1153,85 điểm. Chúng ta có 308 mã tăng và 191 mã giảm. VN30 cũng tăng 15,23 điểm, đóng cửa mức là 1168,6 điểm. Chúng ta có 27 mã tăng và 2 mã giảm. HN Index và Upcom cũng tương tự, đều giữ được cái sắc xanh và số mã tăng cũng nhỉnh hơn các cái số mã giảm anh chị nhé. Thì về điểm số và độ rộng thị trường, anh chị thấy là ngày hôm qua chúng ta có một phiên giao dịch khá là tích cực ở trong ngắn hạn. Đó, trong ngắn hạn nha anh chị nhé, mọi người lưu ý giúp em. Hôm qua thì các cổ phiếu tác động mạnh chúng ta có Vietcombank, Masan, VPBank, GVR, CTG, SSI vân vân, tương đối nhiều cái cổ phiếu và nhiều nhóm ngành. Ở chiều ngược lại chúng ta có SAP, có PLX, có BHN, PDN, TMP. Đó là một số cổ phiếu giảm. Thanh khoản của chúng ta ngày hôm qua chỉ đạt được 21.200 tỷ thôi. Khối lượng giao dịch đạt được 1 tỷ 043 triệu cổ phiếu giao dịch. Đó, thì đây là một cái mức thanh khoản khá thấp anh chị nhé. Đó, cái mức thanh khoản này thì em nghĩ là cũng khá là hợp lý thôi. Khi mà buổi sáng ngày hôm qua thì chúng ta thấy nguyên cả buổi sáng thị trường giao dịch khá là đi biến động khá là ít. Đó, tức là cái thời điểm đấy là người mua cũng không có mà người bán cũng không còn, đúng không? Đến gần cuối phiên buổi sáng thì chúng ta có một nhịp gọi là rũ khoảng tầm hơn 10 điểm. Đó, nhưng mà anh chị thấy là cái thời điểm đấy mặc dù rũ nhưng mà cái khối lượng nó cũng không quá lớn. Đó, tức là cái lượng nhà đầu tư mà khi mà rũ ấy, thì cái lượng cổ phiếu, lượng nhà đầu tư muốn bán hoặc bị bán thì cũng đều không còn quá nhiều nữa rồi. Đó, cho nên là ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có chia sẻ với nhau là kỳ vọng một cái nhịp hồi phục của VN-Index, và chúng ta cũng đã bắt đáy những cổ phiếu của nhóm chứng khoán và nhóm thép, đúng không? Cái đấy thì em An đã chia sẻ trực tiếp ở trên livestream buổi chiều ngày hôm qua cho anh chị rồi. Cũng như là trong room khách hàng của em An thì ngày hôm qua cũng có bắt hai cổ phiếu chứng khoán thôi, bởi vì là chỉ bắt có khoảng tầm 2 đến 3% nát thôi, cho nên là chỉ nhắn cho mọi người bắt hai mã thôi. Chỉ nhắn cho mọi người bắt hai mã thôi, mặc dù là các nhóm ngành khác đều ok, nhưng mà đoạn này thì em nghĩ là cái nhóm chứng khoán sẽ vẫn là cái nhóm khỏe nhất, cho nên chỉ nhắn cho mọi người hai cái cổ phiếu thôi, bởi vì bắt 20 đến 30% nát cho nên không muốn nhắn cho mọi người nhiều. Nhắn cho nhiều cũng sợ là nhiều anh chị lại bắt nhiều cái tỷ trọng mà cao quá, cho nên là thì nó cũng khá là nguy hiểm, cho nên là chỉ nhắn cho anh chị hai cổ phiếu thôi. Còn ở trên livestream em có chia sẻ cho mọi người cả các cổ phiếu thép nữa, đúng không? Đó, thì em nghĩ là cũng khá là ok, một cái tín hiệu khá là tốt ở cho ngắn hạn anh chị nhé. Hy vọng là những cổ phiếu mà ngày hôm qua anh chị bắt cũng như chúng ta bắt thì hy vọng là hàng về chúng ta sẽ kiếm được cốc cà phê, đúng không? Đó, thì đấy là về thanh khoản anh chị nhé. Hôm qua thì tiếp tục là một cái phiên khá là tốt của thị trường khi mà khối ngoại và tự doanh đều mua dòng khá mạnh. Đó, đều tiếp tục mua dòng khá mạnh. Thì đây vẫn là một cái điểm sáng của thị trường cả trong giai đoạn hiện tại, trong những giai đoạn mà thị trường khá là khốc liệt. Đó. Ok, thì tổng kết lại phiên giao dịch ngày hôm qua thì chúng ta thấy là khá là tích cực trong ngắn hạn, và em nghĩ là chúng ta sẽ có một nhịp hồi đủ T cộng dành cho anh chị mà bắt ở ngày hôm qua hoặc thậm chí là ngày hôm kia. Đó anh chị nhé. Rồi tiếp theo thì để xem là thị trường chúng ta tích cực hay là tiêu cực, và tích cực như thế nào, tích cực đến đâu, chúng ta nên làm gì ở giai đoạn hiện tại, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai nhé. Phần nhận định thị trường. Đầu tiên trong khung tuần thì chưa có gì thay đổi anh chị nhé, vẫn là một tín hiệu xác nhận phân kỳ, giờ thì vẫn đang trên đường đi về những cái vùng target mà chúng ta đã chia sẻ thôi. Đó, đâu đó là 1020, 1030, bên trên chúng ta có một vùng hỗ trợ theo ý chi là quanh vùng 1084 anh chị nhé. Đó, thì đấy sẽ là những cái vùng hỗ trợ, và chúng ta sẽ vẫn kỳ vọng những cái vùng mà em nghĩ là chúng ta có thể là kỳ vọng thị trường kết thúc nhịp điều chỉnh, em nghĩ là đâu đó vẫn quanh vùng 1020 đến vùng 1050. Đấy sẽ là cái vùng mà chúng ta kỳ vọng là thị trường có thể là kết thúc cái nhịp điều chỉnh ở trong trung dài hạn nhé. Rồi tiếp theo daily thì anh chị thấy là về xu hướng nha, mọi người lưu ý cho em, xu hướng chúng ta đã vào một xu hướng giảm rồi, tức là downtrend ở trong ngắn hạn rồi, trong khung daily rồi. Đó, cái này mọi người cần phải lưu ý thật là kỹ nhá. Đó, Đấy, còn hiện tại chúng ta đang có một vùng hỗ trợ quanh vùng 1130 cộng trừ. Đó thì chúng ta cũng đã chia sẻ là viên đất chúng ta có cơ hội hồi quanh những vùng này, và anh chị có thể là bắt lướt lát cà phê cà pháo quanh vùng này, hoặc là trade hoặc là mua cân giá quanh vùng này và đợi hồi lên chúng ta sẽ thoát, đúng không ạ? Thì hiện tại trong ngắn hạn em nghĩ chúng ta sẽ có những cơ hội hồi phục lên vùng 116x đến vùng 117x, trước mắt là như vậy. Nếu mà khỏe hơn thì có thể dướn lên đâu đó 1190 cộng trừ. Đó, nhưng mà trước mắt chúng ta sẽ quan sát cái vùng 1162 và vùng 1177 anh chị nhá. Đấy sẽ là những cái mà vùng mà chúng ta kỳ vọng là mới đây có thể hồi phục lên những vùng trên đấy. Đó. Và khi mà hồi phục lên những vùng trên này thì anh chị lưu ý cho em là chúng ta sẽ cân nhắc cơ cấu, hạ bớt danh mục hoặc thậm chí là sell on với những anh chị mà vị thế không được tốt anh chị nhé. Với những anh chị vị thế không được tốt đó, bởi vì là chúng ta vẫn đang ở trong một cái xu hướng giảm, và khả năng cao thì đây vẫn là những cái nhịp hồi ngắn ở trong một cái xu hướng giảm thôi. Đó, nó chưa kết thúc được cái nhịp giảm anh chị nhé. Đó, lưu ý cho em về cái việc mà hồi lên là để hạ tỷ trọng. Đó. Còn về mua mới, thì em nghĩ là ngày hôm qua hoặc là thậm chí ngày hôm kia là cái thời điểm mà để cho anh chị mua mới em nghĩ là an toàn nhất. Đó, thời điểm để cho anh chị mua mới an toàn nhất anh chị nhé. Còn từ phiên ngày hôm nay trở đi thì em nghĩ là chúng ta mua mới nó sẽ không còn an toàn nữa. Đó, cho nên cá nhân em thì em sẽ không mua. Đó, cá nhân em thì em sẽ không mua nữa, mua ngày hôm qua rồi thì ngày hôm nay em sẽ không mua nữa, mà chỉ canh những nhịp hồi lên và đợi hàng về thì em sẽ xử lý thôi. Đó, sẽ xử lý, sẽ bán. Đấy, còn hoặc là canh để những cái gọi là một vài anh chị ở trong room khách hàng còn đang bị kẹp hàng ấy, còn chần chừ chưa bán mà bị kẹp hàng thì em chỉ canh những nhịp hồi phục lên để nhắn cho anh chị thoát hàng thôi. Đó, em sẽ không mua mới từ ngày hôm nay trở đi anh chị nhé, và sẽ quan sát những cái dấu hiệu tiếp theo. Giai đoạn này vẫn là một cái giai đoạn tương đối khó của thị trường, mọi người cần phải lưu ý cho em. Đó, cho nên là về cái việc chúng ta cần phải bắt đúng cái nhịp đi của thị trường, nó sẽ đảm bảo cho anh chị được cái là an toàn, ít nhất là an toàn, hoặc là gọi là có lãi, hoặc là nếu mà có bị lỗ ấy, thì cái khoản lỗ nó cũng rất là nhỏ thôi. Đấy, còn nếu mà anh chị bắt chỉ cần chật nhịp thôi thì em nghĩ giai đoạn này rất là dễ mất tiền anh chị nhé. Đó, giai đoạn này rất là dễ mất tiền. Đấy, cho nên là mọi người cần phải chọn lựa những cái điểm để tham gia, hoặc là những cái điểm mà để cơ cấu danh mục nó thật là kỹ. Đó, thật là kỹ và thật là chuẩn xác anh chị nhé. Đó. Ngoài ra thì nhắc lại về cái mô hình hai đỉnh nhé mọi người nhé, đã xác nhận rồi. Đó, mất 1150 là đã xác nhận mô hình hai đỉnh rồi anh chị nhé. Đó, cho nên là chúng ta sẽ hướng tới những vùng bên dưới này. Theo mô hình hai đỉnh thì chúng ta sẽ vẫn hướng tới những vùng bên dưới này, 1020, 1030, 1050 gì đấy, quanh những vùng đấy. Đó, nhưng mà khi mà mất thì thường là chúng ta cũng sẽ có thể kỳ vọng những cái nhịp mà nó hồi phục lên, đúng không? Hồi test, retest. Đó, sau đó thì có thể là nó mới đi tiếp. Đó, luôn luôn là như vậy anh chị nhé. Đó, cho nên mọi người cần thận trọng cho em. Mọi người chỉ cần nhớ giúp em là cái nhịp hồi phục này, hồi lên chúng ta sẽ xử lý nhá, bắt đầu từ 116x trở đi. Đó, em nghĩ là đấy là đã là những vùng kháng cự mà anh chị cần phải xử lý bớt rồi. Đó, hoặc thậm chí nếu mà hồi được lên những vùng trên này, anh chị nào mà lỗ ít, lỗ nhẹ hoặc là đang có lãi thì em nghĩ là mọi người hoàn toàn có thể sell on. Đó, anh chị nhá, đang có lãi vừa phải thì hoàn toàn có thể sell on để giữ cho cái tài khoản của mình nó an toàn. Đấy, còn anh chị nào mà đang bị âm nhiều ấy, âm nặng ấy, thì hồi lên vùng trên này ít nhất mọi người nên hạ bớt khoảng tầm 50% tỷ trọng. Đó, hoặc thậm chí là 70%. Đấy, còn 30% thì có thể chúng ta giữ đấy để theo dõi cái nhịp độ của thị trường, đúng không? Và chờ đợi những cái nhịp mà điều chỉnh vào những vùng bên dưới này chúng ta sẽ mua cân giá. Đó. Thì đấy là về kịch bản cũng như là phần nhận định thị trường và những cái kế hoạch, những cái hành động cho anh chị ở trong phiên ngày hôm nay cũng như các phiên sắp tới nhá. Thì chắc là em An xin phép kết thúc video ở đây. Anh chị mình nếu như mà chưa có ai đồng hành thì mọi người hãy nhớ về với đội của em An. Đó, rất là đơn giản thôi, anh chị chỉ cần có một tài khoản là VPS với ID Q311 của em An và có phát sinh giao dịch thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau. Thì em An sẽ hỗ trợ cho anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người nhé. Đó, nếu anh chị mình chưa có tài khoản hoặc là chưa biết chuyển ID như thế nào thì mọi người hãy nhớ liên hệ với em An. Đó, liên hệ với em An để em An được hỗ trợ và được hướng dẫn anh chị nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các cái buổi livestream cũng như các cái video tiếp theo. Anh chị mình đang xem video, mọi người hãy nhớ dành ra khoảng tầm 5 giây cố gắng cho em An một like cũng như là những cái quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.